Chào bạn nhé, nay mình lại giới thiệu với bạn về cách làm món măng ớt nhé. Cách làm món măng ớt mắc mật. Trước tiên lại các bạn chuẩn bị măng này, măng tre, đá thái thành khúc nhỏ ngắn bé như vậy. Hai là chuẩn bị ớt. Chuẩn bị ớt, ớt càng cay thì càng tốt để làm măng ớt mắc mật nhé. Và thứ ba là quả mùng mật. Mùng mật hiện tại chúng tớ thì gọi là quả mắc mật đấy. Và thứ tư là các bạn phải chuẩn bị bình, một cái bình nhựa hoặc chai nhựa được, tốt nhất là có bình nhựa vì cái miệng nó rộng thì người ta sẽ lấy ớt vào dễ hơn, lấy ớt lấy mắc mật vào dễ hơn đấy. Đó là ớt tươi, các bạn không có thì phải đi nhà mình, không có thì đi mua cũng được. Cái này mình ngắt vài hôm rồi nên nó hơi héo một chút rồi, nắng quá nên nó hơi héo một chút. Làm ăn ướp mật, trước tiên chuẩn bị măng, ớt, ba đồng mật, đó là cái bình. Thế nào mình chắt lọc cái ớt và ớt ra, ngắt cái cuống đi. Ở đây là mình héo rồi nên mình không ngắt được cái cuống, mình lấy cả cái cuống này được. Thực tế là khi ăn ớt thì cái cuống thì không ăn được đâu ạ. Ok. Mình chuẩn bị xong cái nguyên vật liệu rồi, ớt rồi, măng rồi và măng mật rồi. Thì bây giờ là mình sẽ cho từng thứ vào bình nhựa này nhá, vào cái lọ nhựa này nhá. Cái lọ nhựa này, đây là cái bình họ bán kẹo nên mình nên có tem đây, kệ nó, không ảnh hưởng gì. Rồi, trước tiên là cho một lượt ớt. Đúng ra là mình phải bỏ cái cuống này đi. Bỏ cái cuống này đi là hay nhất nhá. Các bạn có thời gian để cắt cái cuống này đi. Nhưng mà do này mình bị héo rồi nên không ngắt được. Nên cứ lấy cả cái cuống này. Cho một lượt ớt. Rồi, sau đó là lấy quả măng mật mà. Măng mật vào. Đấy. Măng mật vào. Tiếp tục cho măng. Lấy từng thứ vào thôi. Tiếp tục cho măng, cho măng mật. Bạn phải đảo nó lên, sóc sóc để cho nó lẫn nhau hết, măng ớt với măng mật nó lẫn vào nhau hết. Thì cái ớt măng mật này sau này cái nước mình cho vào ấy thì là nó sẽ lên men, lên men ủ men, thì cái với cái măng này nó sẽ chua chua và nó cộng với cái vị chua của cả quả mùng mật này nữa thì thành rất là ngọt. Cái chua ngọt kia thì là để ăn mì tôm hay là phở thì quá tuyệt vời. Đấy, cộng với ít cay cay của quả ớt nữa, ít cay cay của quả ớt nữa thì là ăn không biết ngấy. Sao chưa con? Ok, để lấy tí bố kiểm tra. Chúng ta cứ cho lẫn vào nhá. À, trong nữa là mình cho nước vào thôi. Cho nước và cho một tí muối vào nữa là được bạn nhá. Một bình như thế này ở ngoài thị trường người ta bán cũng 3 đến 40 nghìn đấy. Đây là nhà mình có, mình tự làm. Có lấy cho bố cốc nước. Lại tiếp tục cho măng. Cứ cho đều đều vào được. Cho đều đều. Đấy, có đổ vào đây cho bố. Cho thêm tí nước. Đấy. Hai cốc nữa đi con ạ. Đấy, hai cốc nữa đi. Đấy, lại cho ớt. Rồi cái này do mình bằng này mình sẽ chia làm hai bình nhé. Đây, do mình làm chật quá thì cái này nó lên men. Ok. Đây con đổ vào. Ừ, đấy bát cho nó nhiều.
Rồi, từ từ nha. Lấy một bát nữa con ạ, lấy một bát nữa. Một bát nữa đi. Đây chỉ lấy nước lọc được rồi. Nếu các bạn đun sôi để nguội cũng được hoặc là nước lá cũng được, vào đi càng tốt. À, mình nhé, thì sẽ cho thêm một tí muối. À, lấy một tí muối nhé. Ok, cho thêm thì muối thì nó có thêm cái độ mặn, sau này là cái nước nước mắm ớt này nó có thể có thêm cái độ mặn. Đấy. Thì bây giờ mình ngâm như thế này để thôi. Ngâm để. Sau này là cái cay của ớt này, cay của ớt, chua của măng, với măng mật quánh với nhau này là làm thành món măng ớt ăn là cũng không cay quá. Nó sẽ không cay quá, không chua quá và nó cũng sẽ không mặn quá. Đấy. Rồi, đây được một bình rồi, đây bình nữa nhá. Đấy. Mình cho măng vào trước đi. Ớt. Cho măng. Cho hết đi. Măng cho hết đi. Măng này là măng tre nhé. Hết đi. Hết đi cho bố không? Cốc nước nữa. Đây, lấy cái bát này này. Này, bát này cho nhiều. Đây, bát này đủ đây. À, lấy một thìa muối xuống nữa. Muối xuống thì sau này cho nó có độ mặn một tí của cái nước măng ớt. Nướng đi con ạ, nướng đi nữa. Bình này nhiều hơn. Bình nhiều hơn ít rồi. Rồi, bên này cho một tí để cho nó ngập lên này. Ngập lên hết rồi. Rồi rồi. Đấy, sau này cái nước măng ớt này là ăn với mì tôm là không ngấy này. Làm nước chấm này. Để mấy ngày là nên dùng thôi. Ok, vậy là mình đã có hai bình măng ớt ngon tuyệt vời nhá. Đấy. Thì đây là một cái gì mình biết thôi, mình biết để mình chia sẻ với các bạn cách là làm món măng ớt. Cách là làm măng ớt thì sau này người ta làm nước chấm này ăn hàng ngày, ăn với mì tôm này, ăn với phở này, ăn với bún này. Đấy. Và là làm nước chấm trong bữa ăn hàng ngày thì ăn sẽ rất là thơm ngon. Cái măng ớt kiểu này làm rất đơn giản, không phải cầu kỳ gì cả. Đấy, chuẩn bị thì rất đơn giản. Ớt nhà, tre nhà, mắc mật nhà, cái gì ở nhà mình cũng có nên mình phải tận dụng để làm như thế này. Một bình như vậy mà chúng ta không có mà chúng ta ra ngoài mua phải 3-40 nghìn, bây giờ 50 nghìn đấy. 50 nghìn mới mua được ha, một bình măng ớt đầy như này nhá, một bình măng ớt. Thế là mình tự làm nha, tự cung tự cấp tự phục vụ tuyệt vời. Thì các bạn đăng ký ủng hộ kênh nhá, mình sẽ có động lực chia sẻ những cái video này mình biết, thì mình chia sẻ cho mọi người mà chưa biết thôi ạ.
Còn ai mà biết rồi thì có thể bỏ qua. Để xem đã. Đấy, cách làm món măng ớt. Măng ớt măng mật. Ok. Các bạn đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhé.